xưa tăng chát nó quay chát như cửa sổ chưa chưa ai có hả, nhưng mà tăng tăng lên thì cái đại diện xấu á, nó cũng chính là đây đi ra đi chứ này mà chưa một ai có đúng không, chưa mà tay đấy nhỉ. Thế ông chồng kia bắt lại chúng ta lại mình xuống đây mình sẽ bắt bấm là mà không bấm mà sấy bằng sấy bằng đang mà tẩy quá rồi đấy đang khô làm không được rồi.
Một cái là quay trực tiếp này, phát tiếp này, đấy, cái đó. Con nào, con đèn đường nào. Sao mày quay rồi? Mày còn thôi đánh. Này mày phút rồi. Ôi đố quán kiểu say xong này nào nó cũng quay người cứ lao lao nhau nào. Cháu hôm nay chú phải làm nhưng mà cháu quay tí vào đâu hay cháu có cố mà chiều đến bây giờ đấy chiều này vừa xích hạ bay ở cái kia lạ thật. Đừng cười. Mày đang cười à? Mày đang cười tiếp.
Bọn đi qua đây mà có đánh giá không có người nào cũng vào. Không phải đéo thảo nữa. Đang thành xóm gì. Tôi nghĩ luôn không có người đây cũng vào. Tình cứu được. Ba máy quay vào bóc. Sáng giờ tắm bạc thôi. Vào máy được. Kỹ ra máy mày xem. Vừa làm nhiều luôn, tao còn xóa bớt đi khối. Em ra đây vừa ấn quay là cái đứng mà. Tao mày đứng khoảng cách khá béo nhau đúng. Cái máy tôi giờ. Cái gì?